Cả nhà thấy cá tươi không? Chị này bán cá tươi mỗi ngày. Ở bên mình á, được cái ăn cá tươi rồi rối mỗi ngày luôn đó cả nhà. Em chào cả nhà cùng đi chợ với em nha. Em thấy có một cái gian hàng chả cá Bạch Hóa, gái chả, có số điện thoại luôn. Bây giờ em lại gần cái gian hàng bán chả cá đang chiên rất là ngon. Em quay cả nhà xem ha. Để cái bảng hiệu này, chả cá Bạch Hóa, gái chả, có số điện thoại, ai ăn mà không có cá tới đây mua, gọi số điện thoại này liên hệ. Bên mua cái nhà miếng mà chả bữa ta nó đổi hết. Gian hàng chả cá nằm ngay cái góc trong cái khu bán cá. Đi xuống dưới đây là thấy cái gian hàng bán chả. Chả chiên rất là thơm luôn. Chả cá này cả nhà. Mua đây chiên chả cá hả? Dạ, chiên chả cá. Chả cua mới chiên ra. Nóng hổi luôn. Nhìn miếng chả rất là ngon. Chị để đây rồng rây. Còn chiên nữa không chị? À chiên cho em quay chút á. Chả mới vừa chiên vớt ra, nóng rất là ngon. Nhìn miếng chả rất là ngon nha. Và chả rất là thơm luôn, đứng ngay hàng chả rất thơm cả nhà. Trời ơi, mùi chả nó rất là thơm. Chị này em thấy chị bán chả, bán mắm nè. Chị đang cho chảo vào nồi để chiên này cả nhà. Chả chị bỏ vào cái nồi dầu á, chiên á, giờ nó đang nổi cái miếng chả lên này. Chả này cô bán miếng hay bán ký? Chả này cô bán miếng hay bán ký? Thì một ký 4 miếng 100 ngàn. Là 1 miếng 25 ngàn. 1 miếng 2 lần rưỡi. 1 ký 100 ngàn. Ký 4 miếng chả có. Đây cô bán chả. Ngồi ngay trong cái gian hàng cá này, chỉ cần đi vô cổng là gặp ngay cái gian hàng chả cá chiên rất là ngon. Ủng hộ cho cô nha cả nhà. Chả đang chiên chín tới, nó phồng lên rất là đẹp. Kiều, cho cô quay hàng tôm mà Kiều à. Miếng chả này á là chỉ có giá 25k một miếng thôi, là một miếng 2 lạng rưỡi. Ờ, 4 miếng. Nhà em làm luôn. 4 miếng là 1 ký, 1 ký là 100 ngàn. Chả cá thơm ngon, chiên nóng tại chỗ luôn. Ủa chị, cái đây mình ở đâu mình lên bán vậy? Ở Đông Hải. À, Đông Hải, dưới Đông Hải. Chị này là ở dưới Đông Hải nè, lên chợ Phước Mỹ bán chả. Cả nhà có thích ăn chả thì chỉ cần ghé vào chợ Phước Mỹ là có ngay hàng chả ăn luôn nha cả nhà. Là chị gái chả. Đây chị gái bán chả chiên. Chả chiên rồi, chả chả mà em lúc nào cũng ok. Chả đang vàng tới, chị chở chả qua này cả nhà. Chị mượn cái đây nha, em gấp kíp nha. Đây cả nhà em chở chả nha. Miếng chả rất là ngon. Đây em chở chả nha cả nhà. Bán buổi sáng hả chị? Bán buổi sáng, bán buổi sáng. Buổi sáng là mình bán khoảng bao nhiêu ký? 25 ký, 30 ký, đôi ăn có 40 ký.
Nói chung ở đây đắt. Miếng chả rất là ngon, nó đang vàng phồng lên nè. Trời ơi, miếng chả nó vàng tới, ngon kìa chưa? Miếng chả chiên nó vàng tới. Ngon mà cái mùi nó thơm phức luôn cả nhà. Thấy chị bán mắm nữa nè, bán mắm với cho cá khô. Tôm đây, tôm gì chị? Tôm đất hả? Tôm đất này cả nhà, tôm đất thôi còn sống luôn, nhìn ngon chưa? Tôm đất bữa nuôi nhỏ bên đây hơn lớn. Biết dính nha chị, đây cái này nó dính đây này, em lấy tôm biển đây. Cái này mười này 16. Tôm tôm biển chứ? 15. Tôm biển chị à? Biển này tôm đã bán giá. Dạ, lấy tôm biển đây. Ừ, đây là tôm đất này cả nhà. 15 được à? 15 không bán hả? Cô lấy nữa, lấy được tính. Trời ơi, em quay rồi, quên bánh máy. Đây, chị bán cá. Đẹp mà, trắng trẻo đẹp mà. Chị bán cá dễ thương mà. À, đây, chị bán cá này cả nhà. Cá cháy. Cá thóc, cá cháy. À, không, cái đây gọi là cá cháy, cá thóc phải không? Có người gọi là cá cháy nữa. Dạ hả? À, cá này là có hai tên, cá thóc với cá cháy. Cá này về nấu canh chua này, chiên này, ngon lắm cả nhà. Đây chị bán cá, dữ luôn. Chào mọi người. À, chị bán thương, rất là dữ thương nha. Cá cơm nè, và cá giấy, cá này về chiên nè. Chiên kiểu như là mình cho chút muối vào mình chiên mặn mặn ăn ngon cả nhà. Rồi, cảm ơn chị nha, chị bán cá rất là dễ thương. Dạ, em đi một vòng quay cá ngừ tươi luôn cả nhà, quay mấy chị bán cá. Hàng cá chị này bán có năm mà cho lấy gì nữa. Cái này 50 con chứ nè. Con này chết. Cái này không có ba một lương có. Cái này cá chị này con chị nó mua rõ nhưng mà lại cho chị có cái đâu. Chị bán cá nè. Dạ, bỏ mặt ra cho lo cái đẹp gái này. Chị bán cá lúc
em thấy cái gian hàng của chị bán cá nào cũng đông hết, cá biển cá tươi ngay luôn á. Hai hai đây chị, cá này là cô này ở Sơn Hải lên lúc nào cá cũng tươi hết cả nhà. Gian hàng cá của cô rất là ngon. Cá này là người cá bạc má hả? Còn cá đây, cá ngon nè. Đây cá bạc má nè. Còn đây là cá ngon. Đây là cá lộn. Chị bán cá. Cá tươi gì cơ? Cá này bán nhiêu ký gì cơ anh? Bán nhiêu ký? Mất tùy loại, loại này. Rồi em tiếp tục đi ra bên phía đây ngay cả nhà. Gian hàng cá chị này bán cũng tươi lắm nè. Đây chị bán cá. Đủ loại cá luôn. Đủ loại cá nha chị nha, cá đặc sản gì cá em. Cá này là Duy Khánh lên hả chị? Ủa Duy Khánh là mình đi ở dưới Ninh Hải được không chị? Dạ dạ dạ. Biển Ninh Chữ hả chị? À biển Ninh Chữ. Cái đó cảng mấy giờ thường thường cá vô hơn chị hả? Dạ sáng sáng 7 giờ vô, 5 6 giờ vô chị, 7 giờ 8 giờ đủ thứ. Rồi cá chị cũng tươi cả nhà. Cá này là cá đỏng nè. Cá đỏng nó về chiên hoặc kho ngon lắm. Canh chua. Em thấy mấy con cá dài dài là cá gì chị? Dạ cá cái chìm cái phai chị, cái nó ôm cá nào cô, cái này là cái bình này cả nhà, là cái chén luôn rồi, cái cũng không biết hết được cả nhà, cái này là cái đáo, cái gì cũng 35 ngàn, giờ lấy 30 gì ăn không? Cá út giấy nè, cá giấy, cá giấy này, cô lên tuổi cô bán giỏi đó, cô có bán đi đâu đâu, cái này cá lồng sụn chị. Cá lộn xộn, cá nào cũng tươi á, cá ngon á. Cá lộn xộn. Cả nhà ghé lại cái gian hàng của chị này. Ở đây quay cho mình chưa? Ở dưới Duyên Hải lên chợ Phước Mỹ nha. Ở Duyên Hải nha. Đó. Mình có tốt thì mới đồng đó. Dạ. Chị chủ rất là vui vẻ luôn. Cá biển nó chữ nha, biển nó chữ lên nha, sẽ chữ lên nha. Dạ, dạ. Chị rất là dễ thương, chị cho em quay cho cả nhà. Dạ. Cảm ơn chị nha. Rồi ghi lại gian hàng của chị. Chị không biết tên gì. Nãy giờ tên Hảo, tên Hảo. Nãy giờ mà không có mực, không có mực đó. Dạ yeah. Cả nhà ghi lại cái gian hàng chị Hảo nằm trong chợ Phước Mỹ. Cá chị lên bán mỗi ngày đúng không chị? Cái này số lượng mấy chị? Chị cá mình lên bán mỗi ngày luôn hả? Dạ. Cá mình lên bán mỗi ngày luôn hả? Ngày nào cũng bán, mưa gió cũng bán. Dạ. Chị này là ngồi dưới đây này bán mỗi ngày luôn nha cả nhà. Nếu như thích ăn cá tươi thì ghé lại gian hàng của chị nha. Đây. Ngày nào cũng bán, mưa gió gì cũng bán chị. Dạ. Chị ơi, mua hộ dạ. Mang dạ. Vậy hả? Nãy đường đi nhiều mà đường cái này em chưa. Hôm nay lại đi lại hết cá, chưa có cá. Dạ. Giờ có bảo không? Cá lắm mà khi nhiều lắm. Thằng này bữa nay em xuống cảng quay cá. Chị xuống kênh chiều quay, chị mới quay kênh chiều cá nhiều lắm. Dạ, đi rồi. Dạ, dạ, cái đi.
Dạ có. Cá gì ăn cái bữa đi xuống cũng không có, tại chợ bên đây thời tiết nó cũng có bữa có bữa không. Không có. Dạ. Dạ. Ờ, chị bán cá nó thiệt luôn. Dạ. Rồi em cảm ơn chị nha, chúc chị muốn may mắn đắt. Gian hàng của chị bán mỗi ngày luôn nha, cái nhà cá rất là tươi, với lại muốn ủng hộ cho chị nha cả nhà. Chị Hảo. Chị Hảo bán cá tươi mỗi ngày. Rồi, Ninh chữ lên, Ninh chữ lên. Ở Ninh chữ nha, Ninh chữ Ninh Hải cả nhà. Đó. Chả cá hả? Đi ngang qua gian hàng thấy bé ngồi làm chả. Hình như là xây chả luôn phải không? Xây tại chỗ luôn không? Dạ. Mình làm như vậy cho cái miếng chả nó dai hả em? Dạ đúng rồi. Đây bé đang đánh chả. Tôi đứng quay nguồn nha tròn. Không, chị quay chả thôi. Quay cái làm gì? Làm review hả? Hả? Review hả? À, review. Review cái tút. Ở bên chả là gì hay là YouTube? YouTube. YouTube hả? YouTube á. Làm chả. Cái tay dễ nhẹ luôn cả nhà. Đây. Chả mình đang xay không em? Dạ đúng rồi. Có xay giùm đó không? Chị quay được không? Hả? Mà sổ nó văng lên mấy á. Nhưng mà nó rất là văng.